Có một hôm Đức Phật đang đi dạo bên bờ hồ sen. Lúc ấy buổi sáng sớm, gió nhẹ nhẹ thổi, hương sen phảng phất. Bỗng nhiên, Ngài dùng huệ nhãn nhìn thấu qua đáy hồ và thấy cảnh địa ngục. Trong địa ngục bốn phía đen ngòm có một hồ máu đỏ tanh tưởi, trong đó ngàn vạn tội nhân đang chìm nổi, khóc than thảm thiết, kẻ thì giãy giụa dùng dẫy. Giữa đám tội nhân, Đức Phật nhìn ra một người tên là Kiện Đạt Đa. Kiếp trước, hắn là một tên tướng cướp chuyên đốt nhà và giết người, không có tội ác nào không nhúng tay vào. Nhưng có lần, trên đường về sau vụ cướp, hắn thấy một con nhện đang từ bò ngang qua đường. Khi vừa đưa chân lên định đạp xuống kết liễu mạng sống con nhện, bỗng nhiên hắn khởi lên một niệm lành trong tâm. Con nhện nhỏ bé này cũng có sinh mệnh, giết nó chết giữa đường kể cũng tội nghiệp, thôi hôm nay ta tha cho nó làm phước một phen. Con nhện dưới chân hắn dội ba chân bốn cẳng chạy bán mạng tìm đường sống. Khi Đức Phật quan sát tới việc thiện của hắn, Ngài liền tìm cách cứu Kiện Đạt Đa ra khỏi địa ngục. Vừa khéo, một con nhện của thế giới cực lạc đang giăng một sợi tơ bạc tuyệt đẹp giữa những cành hoa. Đức Phật bèn nắm lấy sợi tơ bạc ấy và thả từ hồ sen xuống tận địa ngục. Kiện Đạt Đa vô tình ngẩng đầu lên, thấy giữa không gian đen ngòm có một làn ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu hắn. Hắn mừng rỡ nghĩ rằng, đây không phải là một sợi tơ nhện từ cõi trời xa thăm thẳm kia đang từ từ hạ xuống hay sao? Giả sử như ta bám được sợi tơ nhện này rồi cứ thế mà leo lên, làm gì mà không thoát được địa ngục và trèo lên tới thế giới cực lạc. Nghĩ thế rồi, hắn bèn hai tay nắm lấy sợi tơ nhện, rồi vận dụng hết sức lực cố gắng trèo lên. Nhưng khoảng cách giữa địa ngục và cực lạc thế giới sao mà xa xôi dịu dợi. Sau một khoảng thời gian dài, Kiện Đạt Đa từ từ thấm mệt, hắn đành phải lơ lửng giữa hư không mà nghỉ ngơi. Lơ lửng giữa hư không như thế, Kiện Đạt Đa thuận mắt nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên hắn thấy phần dưới của sợi tơ nhện có vô số tội nhân đang lũ lượt như đàn kiến theo gương hắn cố gắng trèo lên. Hắn kinh hoàng phẫn nộ tự nghĩ, mỗi một mình ta trèo mà còn sợ sợi tơ nhện mong manh kia đứt mất, huống chi với sức nặng của chừng ấy người. Nếu chẳng may sợi tơ nhện đứt thì tất cả những cố gắng và hy vọng của ta sẽ tan thành bọt nước, phải rơi xuống địa ngục chịu khổ nữa. Lũ tội nhân vẫn hàng hàng lớp lớp không ngừng trèo lên, càng lúc càng đông. Kiện Đạt Đa cuống quýt vừa sợ vừa giận, nỗi sân hận la hét om sòm. Ê, ê, cái lũ tội nhân kia, sợi tơ nhện này là của ta khám phá, nó thuộc quyền sở hữu của ta. Ai cho phép bọn bay trèo lên? Đi xuống, đi xuống. Vừa dứt lời, sợi tơ nhện bỗng đứt ngay ở phía trên chỗ Kiện Đạt Đa đang nắm. Tên Kiện Đạt Đa ích kỷ kia xoay tích giữa hư không mấy vòng, rồi rơi tõm xuống địa ngục trở lại. Khuôn mặt từ bi của Đức Phật liền phủ lên một thoáng buồn. Ngài lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Hoa sen nở đầy hồ vẫn tỏa hương ngào ngạt, lá sen mềm mại vẫn xanh mơn mởn, và lòng từ bi thương xót của Đức Phật thì cứ dẫn dạt vào.